Tại thời điểm ban đầu thì số hạt là N0. Vậy sau một chu kỳ chắc chắn là cái lượng chất bị giảm một nửa, tức là còn là N0/2. Tiếp theo sau 2 chu kỳ sẽ là N0/4, tức là N0/2 mũ 2. Sau 3 chu kỳ sẽ là N0/8 hay là N0/2 mũ 3. Vậy bây giờ sau khoảng thời gian là T. Bây giờ sau khoảng thời gian của chúng ta là T bằng K lần của chu kỳ, thì số nguyên tử còn lại sẽ là ký hiệu là NT bằng N0 chia cho 2 mũ K. Mà K của chúng ta, T bằng K lần T. Vậy chúng ta có thể lưu ý một điều là rút ra K sẽ bằng là T nhỏ trên T lớn. Vậy thì từ đây thầy có thể suy ra được đó là NT của chúng ta sẽ bằng là N0 chia cho 2 mũ T nhỏ trên T lớn. Và chúng ta có thể viết như sau là bằng N0 nhân với cả 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn, chính là số nguyên tử còn lại sau một khoảng thời gian T bất kỳ. Vậy thì thầy có thể viết như sau. N của T sẽ bằng là N0 nhân với cả 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Đấy là công thức đầu tiên. Vậy thì đây chính là số nguyên tử còn lại. Sau thời gian T. Số nguyên tử còn lại sau thời gian T. Ngoài ra thì người ta có thể viết như sau. Ngoài ra một số các cái điều chú ý như sau. Ta cũng có thể viết là cái NT này sẽ bằng là N0 nhân với cả E mũ trừ lambda T. Với cái lambda của chúng ta, là bằng len 2 trên T lớn hay là bằng 0,693 chia cho T. Và cái lambda này người ta sẽ gọi là hằng số phóng xạ. Vậy chúng ta lưu ý có thể có hai cách viết. Một là gì ạ? NT bằng N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Hoặc là NT bằng N0 nhân E của mũ trừ lambda T. Vậy thì bây giờ chúng ta đang có số hạt nhân ban đầu. Đây là số hạt nhân ban đầu. Và số hạt nhân ban đầu này là số hạt nhân ở thời điểm T0 bằng 0. Bây giờ chúng ta sau khoảng thời gian T thì chúng ta đã có số hạt nhân còn lại. Số hạt nhân còn lại sau một cái khoảng thời gian T nào đó thì ký hiệu là chữ NT. Và có hai cách viết là NT bằng N0 nhân 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn, hoặc NT bằng N0 nhân E mũ trừ lambda T. Vậy thì nếu chúng ta đã biết số hạt nhân ban đầu, chúng ta đã biết số hạt nhân còn lại sau khoảng thời gian T, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tính được số hạt nhân bị phân rã, hay là còn gọi là bị mất đi sau thời gian T. Và số hạt nhân bị phân rã sau thời gian T thì người ta hay ký hiệu là chữ delta N. Vậy thì delta N của chúng ta sẽ bằng là N0 trừ đi NT. N0 trừ đi NT. Và chúng ta có thể viết lại một cách dễ dàng là N0 trừ đi NT của chúng ta sẽ bằng là N0 nhân với cả 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Vậy thì tóm lại, cái delta N, tức là số hạt nhân bị mất đi, là delta N sẽ bằng là
n0 nhân với cả 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc bằng n0 nhân với cả 1 trừ đi e mũ trừ lambda t. Vậy đấy chính là các cái liên quan đến cái việc là số hạt nhân ban đầu còn lại và bị phân rã. Vậy cái từ mấu chốt của chúng ta chính là gì nhỉ? Ba từ sau: ban đầu, cái thứ hai là còn lại, và cái thứ ba là bị phân rã, hay còn gọi là bị mất đi. Và chúng ta cần phải lưu ý giúp thầy là chúng ta cần nhớ cho thầy các ký hiệu. Ban đầu thì người ta hay ký hiệu là n0, còn lại thì người ta ký hiệu là nt, và bị phân rã hay là bị mất đi người ta hay ký hiệu là delta, delta n. Vậy thì tương tự đối với cả số hạt thì chúng ta cũng sẽ có công thức liên quan đến khối lượng. Vậy thì nếu chúng ta liên quan đến khối lượng thì chúng ta cũng sẽ có ba thứ là khối lượng ban đầu, khối lượng còn lại và khối lượng bị phân rã. Vậy chúng ta sẽ có là m0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, và ở thời điểm cụ thể là t0 bằng 0. Tiếp theo, mt là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t. Và tương tự thầy cũng sẽ có là gì nhỉ? Ta có mt sẽ bằng là m0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc bằng m0 nhân với cả e mũ trừ lambda t. Tương tự bây giờ, khi thầy đã biết khối lượng chất phóng xạ ban đầu, thầy đã biết cái lượng chất phóng xạ còn lại sau khoảng thời gian t, thì đương nhiên thầy cũng sẽ suy ra được là gì ạ? Khối lượng chất phóng xạ bị mất đi hay bị phân rã sau khoảng thời gian t. Bị phân rã hay bị mất đi sau khoảng thời gian t, thầy cũng sẽ có ký hiệu là delta m sẽ bằng là m0 trừ đi mt, và bằng m0 nhân 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc bằng m0 nhân với cả 1 trừ đi e mũ trừ lambda t. Đấy là hai cái chúng ta cần lưu ý. Là chúng ta cũng cần phải nhớ điều gì nhỉ? Ban đầu thì ký hiệu của chính đại lượng đó và thêm chỉ số 0 ở dưới. Tiếp theo là còn lại. Còn lại thì ký hiệu là đại lượng đó kèm mở ngoặc đóng ngoặc t. Và cái thứ ba là bị phân rã. Thì bao giờ cũng có chỉ số delta ở phía trước, chính là gì ạ? Delta m sẽ bằng là lấy cái ban đầu trừ đi cái còn lại, sẽ ra là cái gì ạ? Cái bị mất đi. Chúng ta cũng đã vừa học được một số các cái kiến thức cũng như là một số các cái công thức liên quan đến cái việc mà tính số hạt hay là tính khối lượng. Vậy thì để cho chúng ta có thể hệ thống lại một cách tốt nhất và đỡ bị nhầm lẫn trong cái quá trình mà chúng ta giải quyết các bài tập liên quan đến cái phần phóng xạ phản ứng hạt nhân này, thì thầy sẽ có một cái bảng và thầy sẽ chia làm 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố ban đầu, yếu tố thứ hai là còn lại, và yếu tố thứ ba là bị phân rã. Và thầy sẽ xét hai yếu tố chính, đó là yếu tố thứ nhất là liên quan đến phần là số hạt. Số hạt hay còn gọi là số nguyên tử. Cái thứ hai là thầy nói đến phần khối lượng. Một số các cái quy ước về ký hiệu để cho chúng ta không bị nhầm lẫn khi tính toán. Thì ban đầu số hạt thì sẽ ký hiệu là n0, có chỉ số 0 ở phía dưới. Tiếp theo, khối lượng ban đầu sẽ ký hiệu là m mà có chỉ số 0 ở phía dưới. Còn lại như thầy vừa mới nói ví dụ rồi, còn lại thì chúng ta sẽ ký hiệu là chữ mt. Như vậy số hạt còn lại sẽ ký hiệu là nt. Mà nt của thầy sẽ bằng là n0 nhân 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc bằng n0 nhân với cả e mũ trừ lambda t. Đấy là công thức đầu tiên. Tiếp theo, khối lượng thì sẽ ký hiệu là mt, khối lượng còn lại sẽ bằng là m0 nhân với cả 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn, hoặc là bằng m0 nhân với cả e mũ trừ lambda t. Còn bị phân rã đối với cả số hạt thì người ta sẽ ký hiệu là delta n.
delta n sẽ bằng là n không nhân với cả 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên trên t lớn, hoặc là bằng n không nhân với cả 1 trừ đi e mũ trừ lambda t. Tiếp theo tương tự như thế, khối lượng ta sẽ có là delta m sẽ bằng là m không nhân với cả 1 trừ đi 2 mũ trừ t nhỏ trên t lớn. Hoặc chúng ta sẽ có một công thức nữa là m không nhân với cả 1 trừ đi e mũ trừ lambda t. Và chúng ta lưu ý cho thầy là cái lambda lambda ở trong này nó sẽ bằng là len 2 trên t lớn, tức là bằng 0,693 trên t. Và cái này người ta gọi là hằng số phóng xạ. Hằng số phóng xạ. Vậy chúng ta để ý rằng là số hạt hay khối lượng sau một khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ được biến đổi theo quy luật là kiểu dạng dưới hằng hàm số mũ. Vậy để chúng ta hình dung lại được cái biểu thức của cái này thì thầy sẽ vẽ cho chúng ta một cái đồ thị liên quan đến cái sự thay đổi của số hạt nhân theo khoảng thời gian t bất kỳ. Trước hết thầy sẽ có cái trục dọc là trục liên quan đến số hạt. Còn trục ngang của thầy tương đương giống với trục Ox thì nó sẽ liên quan đến trục thời gian. Số hạt và thời gian. Ban đầu, tại thời điểm ban đầu t bằng 0 thì số hạt của thầy sẽ có là n0. Ban đầu tại thời điểm t bằng 0 thì số hạt ban đầu của thầy là n0. Bây giờ sau khoảng thời gian là một chu kỳ thì một nửa lượng chất phóng xạ bị mất đi, tức là còn lại là một nửa. Như vậy thầy sẽ có các cái điểm ở đây. Vậy tại thời điểm ban đầu t bằng 0 thì số hạt của thầy là n0. Bây giờ sau một thời gian là một chu kỳ thì một nửa lượng chất phóng xạ bị mất đi, tức là gì ạ? Là còn lại một nửa. Vậy bây giờ sau khoảng thời gian là một chu kỳ thì lượng chất phóng xạ bị mất đi còn lại một nửa, tức là chỉ còn là n0 trên 2. Như vậy thầy sẽ có một cái điểm là n0 trên 2 ở trên này. Và thầy nối cái điểm n0 trên 2 này với cái thời gian là một chu kỳ thì thầy sẽ có một điểm trên đồ thị đầu tiên. Thầy sẽ có một điểm trên đồ thị đầu tiên. Tiếp theo, sau một chu kỳ nữa thì một nửa lượng chất lại bị tiếp tục mất đi, tức là bây giờ ta lại chia tiếp là n0 trên 4. Và ta lại có thời gian là hai chu kỳ 1 2 3 4. Đây, thời gian của chúng ta là hai chu kỳ. Bây giờ thầy sẽ vẽ. Thầy sẽ được một điểm thứ hai là đây. Bây giờ tiếp theo, sau đến chu kỳ thứ 3, 1 2 3 4, đây là sau 3 chu kỳ. Thì một nửa lượng chất tiếp tục mất đi nữa, như vậy nó là n0 trên 8 và thầy nối tiếp cái điểm này. Để thầy sẽ được một điểm tiếp theo. Đây, chính là n0 trên 8. Và sau khi thầy có 3 điểm này rồi thì bây giờ thầy bắt đầu nối các cái điểm đó lại thì thầy sẽ thu được đồ thị sự thay đổi của số hạt sau khoảng thời gian t bất kỳ. Vậy đây chính là đồ thị về sự thay đổi của số hạt theo khoảng thời gian t bất kỳ, là một đường cong theo quy luật là hàm số mũ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với các cái phần cuối cùng của cái bài phóng xạ này, đó là chúng ta sẽ nói về đặc điểm của một số các loại tia phóng xạ. Chúng ta thấy là các điểm chung của các loại tia phóng xạ thì đều có một cái đặc điểm là thứ nhất là không nhìn thấy, cái thứ hai là khả năng ion hóa không khí rất là mạnh, cái thứ ba là có khả năng đâm xuyên, cái thứ tư là khả năng hủy diệt tế bào và rất nhiều các cái khác, có thể là làm đen cả kính ảnh nữa. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cái loại tia phóng xạ cụ thể. Về cái phần đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về tia alpha. Tia alpha thì cái đặc điểm đầu tiên của tia alpha thì tia alpha về bản chất nó chính là dòng các hạt nhân nguyên tử heli 24. Và nó sẽ mang điện tích là Q alpha bằng cộng 2E.
Và nó sẽ có xu hướng là vì nó mang điện tích dương nên nó sẽ có xu hướng là lệch về phía bản âm của tụ điện. Tuy nhiên là cái độ lệch của nó thì nó sẽ ít hơn là tia beta cộng. Cái thứ hai là nó phóng ra với vận tốc là V bằng 2 nhân 10 mũ 7 mét trên giây. Đấy là đặc điểm số 2, là nó phóng ra với vận tốc là V bằng 2 nhân 10 mũ 7 mét trên giây. Cái đặc điểm thứ ba của tia alpha đó là khả năng ion hóa không khí mạnh. Khả năng ion hóa không khí mạnh. Và nó có thể đi được tối đa là 8 cm trong không khí. Và sau đó sẽ dừng lại do bị mất dần năng lượng. Đấy là những cái đặc điểm của tia alpha. Và ngoài ra đặc điểm cuối cùng là cái khả năng đâm xuyên. Thì nó khả năng đâm xuyên của tia alpha thì rất là yếu. Khả năng đâm xuyên thì yếu. Và vì cái khả năng đâm xuyên yếu này nên nó không thể đâm xuyên qua được tấm bìa dày cỡ là 1 mm. Đấy là những cái đặc điểm cơ bản của tia alpha. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai, là chúng ta sẽ nói về cái tia beta. Tia beta này thì có hai loại là beta cộng và beta trừ. Chúng ta sẽ nói sâu hơn cụ thể về từng các loại tia. Về tia beta cộng. Beta cộng thì về bản chất nó chính là dòng 0 cộng 1 E, hay còn có tên gọi là positron. Và trên cái hình vẽ này thì chúng ta thấy là gì ạ? Tia beta cộng là mang điện tích dương nên nó sẽ bị lệch về phía bản âm của tụ điện. Và cụ thể là nó lệch nhiều hơn tia alpha. Thứ hai mà chúng ta nói đến đó là tia beta trừ. Beta trừ thì nó là 0 trừ 1 E. Thì cái này chắc chắn là sẽ thường xuất hiện hơn. Thì nó chính là bản chất là dòng các cái electron. Còn cái này thì là hiếm gặp. Còn cái này thì gặp thông thường hơn. Và dòng các electron này thì đương nhiên nó mang điện tích âm nên nó sẽ có xu hướng là lệch về phía bản dương của tụ điện. Đối ngược với cả tia alpha một chút thì cái khả năng ion hóa không khí của tia beta thì yếu hơn. Yếu hơn của tia alpha. Và khả năng đâm xuyên thì đương nhiên là mạnh hơn. Cái khả năng ion hóa không khí của tia beta thì nó sẽ yếu hơn alpha. Vì vậy nó có thể đi được hàng trăm mét. Đi được hàng trăm mét trong không khí. Trong không khí. Và đương nhiên đối với tia alpha khả năng đâm xuyên yếu hơn thì tia beta sẽ khả năng đâm xuyên là mạnh hơn. Và mạnh hơn là chứng tỏ một điều là nó có thể đâm xuyên qua được cái tấm nhôm dày cỡ là mm. Có thể xuyên qua được cái tấm nhôm dày cỡ là mm. Và tia cuối cùng mà chúng ta nói đến, đó chính là tia gamma. Cuối cùng chúng ta nói tia gamma. Vậy thì tia gamma có một cái đặc điểm của tia gamma là tia gamma có bản chất là sóng điện tử. Có bản chất là sóng điện tử. Nó không mang điện nên không bị lệch trong điện trường và từ trường.
không mang điện nên không bị lệch trong điện trường và từ trường. Và cái đặc điểm thứ hai là nó phóng ra với cái vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. Vận tốc bằng vận tốc ánh sáng là C bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Và đương nhiên cái khả năng đâm xuyên của nó rất lớn. Khả năng đâm xuyên rất lớn. Nhưng khả năng đâm xuyên lớn này thì nó vẫn bị cái tấm chì dày cỡ cm cản lại. Vẫn bị cái tấm chì dày cỡ cm cản lại. Và cái tia gamma này người ta ứng dụng rất là nhiều trong việc mà người ta chữa bệnh ung thư, ở thường là ở cái giai đoạn gần cuối, tức là giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Thì chúng ta cũng đã có những cái nhìn tổng quan nhất về các loại tia phóng xạ là alpha, beta thì là beta cộng và beta trừ, và cuối cùng là tia gamma. Thì trong cái câu hỏi của đề thi minh họa kỳ thi trung học phổ thông 2019, người ta cũng đã cho 4 loại tia alpha, beta cộng, beta trừ và tia gamma. Thì người ta đặt một câu hỏi là vậy thì tia nào có bản chất là sóng điện từ? Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải khoanh được đáp án là đáp án D, là tia gamma có bản chất là sóng điện từ. Thì cái đấy cũng là một cái để chúng ta lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta trắc nghiệm các cái câu liên quan đến lý thuyết. Vậy bài hôm nay chúng ta cũng đã xong các kiến thức liên quan đến hiện tượng phóng xạ, và hy vọng rằng là với các bài giảng này thì sẽ hỗ trợ cho các em rất là tốt trong cái quá trình các em ôn thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.